Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Etrumatize đưa game thủ điều khiển các nhân vật chiến binh chiến đấu đánh bại kẻ thù tiêu diệt quái vật để giải mã bí ẩn đằng sau những bức tranh. Đến với game, bạn sẽ được điều khiển nhân vật chiến binh khác nhau với phần tạo hình độc đáo theo cách anime để chiến đấu đánh bại các kẻ thù, tiêu diệt những con quái vật khác nhau nhằm giải mã bí ẩn đằng sau những bức tranh. Gameplay của sản phẩm sẽ được diễn ra theo dạng các màn cho người chơi điều khiển nhân vật chiến đấu tiêu diệt từng đợt kẻ thù. Mỗi đợt vượt qua sẽ có một bức tranh xuất hiện để bạn di chuyển nhân vật đi đến địa điểm mới và đối mặt với kẻ thù mới. Bên cạnh đó, kết thúc mỗi đợt kẻ thù thì game thủ còn được xoay vòng xoay may mắn để nhận cho nhân vật kỹ năng bị động hoặc là buff tăng chỉ số ngẫu nhiên cho nhân vật. Hoàn thành màn chơi, bạn sẽ nhận được tài nguyên để phát triển nhân vật của mình. Ngoài ra, game sẽ không bắt người chơi chỉ sử dụng một nhân vật duy nhất để chiến đấu, mà sẽ cho bạn thu thập các nhân vật khác nhau và chọn ra 3 để lập thành đội sử dụng trong các màn chơi. Các nhân vật sẽ có thể được chuyển đổi qua lại để điều khiển. Atromatize có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D về hiệu ứng đẹp mắt, hình ảnh chuyển động mượt mà về hiệu ứng âm thanh sống động. Phần tạo hình của các nhân vật độc đáo với các nữ nhân vật xinh đẹp, các nam nhân vật đẹp trai. Lối chơi đơn giản, việc điều khiển bằng cần trục và tấn công bằng cách nhấn liên tục vào màn hình. Các nhân vật khác nhau để thu thập sử dụng, mỗi nhân vật đều có phong cách chiến đấu riêng. Phát triển các nhân vật bằng các cách quen thuộc như là thăng cấp, đột phá nâng sao và trang bị. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.